sự tao vẫn không hiểu. Nếu như mày đã tính nghỉ ở Cường Xuân rồi thì cái việc mà mày đến với em Dương là chuyện hết sức bình thường, thoải mái. Sao giật lùi? Tao với cả Dương không liên quan đến chuyện này. Mà chủ yếu là vì ông Quảng đã nói kiểu như sẽ không đồng ý tới cùng ấy. Liệu tao có dám đối đầu với ông ấy hay không? Chuyện này cứ như châu chấu đá voi ấy. Cho nên tao nghĩ khi mà tình cảm chưa có sâu thì tao sẽ... Thì dừng lại, tránh xa em Dương ra. Ê, nhưng mà mới gặp em nó cái là không cầm lòng được đúng không? Được rồi, để bạn tặng cho Lâm Tặc câu này. Thế giới này ok với tất cả những bọn người xấu và người tốt, hèn nhát và dũng cảm. Thế nhưng là rất sợ cái bọn vừa thế này vừa thế nọ. Cái bọn mà lòng yêu em nhưng mà gan thì lại sợ, và đã bộ thì mông lung ấy, mà hiểu không? Thầy của mỗi cái bóng đèn mà con khen tấm tắc, người ta tặng cho cả căn nhà thì sao mà nhăn nhó. Bố lại nhắc chuyện đấy ạ. À, thì ông ấy có lòng, tại sao con không nhận? Thì con cũng có thiếu thốn gì đâu ạ. Sao phải nhận cho ơn nghĩa mệt người ra? Con không nhận có nghĩa là con vẫn còn đang giận, vẫn còn một phần tổn thương. Nếu vì con nghĩ cho bố thì không cần thiết phải làm thế đâu. Lúc nào bố cũng chỉ mong con luôn vui vẻ và hạnh phúc thôi. À, đâu phải lúc nào con cũng vui vẻ được đâu. Con gái của bố đang thất tình rồi đây này. Hả? Thật á? Sao chàng trai nào mà lại dại dột thế không biết? Đấy ạ, người ta đặt con lên bàn cân, xong rồi thấy bên kia quyền lợi nhiều hơn mà ít rắc rối, thế là người ta đá bay con luôn, không mảy may nghĩ ngợi gì. Tớ đi tập thể dục đây, dạo này ăn uống vô độ quá. À, hôm nay cậu không đi hẹn hò với anh Tùng à? Không, anh ấy đang vào dự án mới rồi. Bảo sao, mấy hôm trước thì thấy dính lấy nhau như là keo 502 ấy. Cô Giáo Nguyệt à? Chứ còn ai nữa. Cô Giáo Nguyệt nhắn là cho em và Dương gửi lời cảm ơn tới anh Lâm vì chiếc bánh rất xinh và ngon. Ừ. Bánh nào? Không phải của mày à? Dương. Dạ. Vừa nãy ở chỗ nơi lưu giữ thời gian, Hiếu chỉ cho chị một tờ nốt, chữ in, thú vị lắm. Tờ giấy viết gì hả chị? Tôi thích một cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời.